Xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì bọn nó có mặt tại An Giang cả nhà. Thì lên hồi lúc sáng sớm. Thì sáng giờ ở trên nhà mẹ cũng làm, cũng bán ăn xong rồi đang làm đồ ăn cơm trưa luôn. Bán như nó xong trưa ăn. Mấy nay công ty có làm gì không nè? Bữa đó mà được có bữa một rồi thử rồi chỉ để rồi qua lại có hai ba tay lại đó. Hai ba tay. Vậy mà được có bữa một bữa mặn nó giống như mà khởi động vậy ha. Thử thôi, còn công nhân còn không? Thử công nhân cũng ít, tại vì giờ ta kiếm sở khác ta làm hết rồi, đâu có theo đâu, đâu đợi đâu. Có mấy người rồi. Để cháo với cơm hả? Cháo. Bởi mỗi ngày đổi món gì cho ta đỡ nhé. Xây dựng ha. Để mình quay lại sáng cũng có đem lên ít đồ ăn để sẵn đây cho Nga làm luôn. Rồi ở đây nhà mẹ khui ra. Rồi hôm qua ở dưới con có tác ao được mớ cá đối, cá lóc. Cá lóc hôm qua thì lên do nó cũng ngọt hết mớ rồi con làm cũng hết luôn. Vậy hả? Giờ con cũng mặn. Cá đối dữ vậy? Có trứng đó kìa. Cá thì làm sạch hết rồi, này mình muối lại cho nó tươi. Lấy cho chị cái gỗ coi. À dưới có cá đói. Ở giữa có tôm nữa nè. Có trứng. Dạ coi cá đói nè anh Dạ. Không biết nói chuyện luôn á. Cá bò đó. Cá đói này, cá đói này, cá đói thường á bà. Bò ơi, lại coi cá nè bò. Cá lớn rồi quá. Nhiều quá hả nè, mấy con. Này chắc cỡ 2-3 kg luôn á. Cá này trong cái khuôn bồn bồn á em. Cá là bự quá. Con này không gì nè, con này chắc gì đâu. Sú ở trong vườn hả? Tôm này tôm cụ hả? Nặng dày lắm à. Tôm bự quá. Tôm đó cái con bỏ đông rồi cho đi cho nó. Cho nó tươi. Mẹ có con có nó bự dữ rồi mẹ. Sáng mẹ thấy dưới nó cũng có bán mày lớn nè, mà cười mẹ cho nói này là nói ăn tôm này chắc dính găng. Má cười vậy chứ. Này làm gì? Tính làm gì? Nấu lẩu quá. Có cá lóc nữa nè. Nghe nấu lẩu quá bà. Có cá lóc nữa nè. Cá lóc ngon quá nè. Cá lóc thì ngon mặn sẵn hết rồi. Rồi cá gì? Cá đối mình thôi giá giác đi cũng được. Đúng rồi. Giá có được. Dạ. Còn có một con sống nữa nè. Mình chiên tươi với nước mắm chua ngọt đi. Ừ, cũng được á. Mấy món? Tôm nữa là ăn gì? Nó ăn lễ. Tôm chắc ăn chung với lẩu quá. Để lẩu ăn. Bữa nay mình ăn lễ. Còn đây món này nghe nó gửi lên nè, rồi không biết mua gì đãi nó ăn lễ. Thôi mà mua được mấy ký bò nè, cái kho. Cái này là nạm hả? Bò nạm con. Nạm kho bò kho ăn không? Không có nhiều. Tí nước mắm đi. Làm bò kho mà có nạm nạm gân gân ăn nó mới ngon, ăn còn hấp ngát không ngát lắm. Giác rồi con ở dưới hôm mua bẻ rồi. Con mới đi bẻ. Nãy con với Nga đi chợ rồi bẻ luôn. Giác rồi hôm nay bẻ cũng tốt lắm. Mà nhà mất đó ba. Này đường ít. Chắc cũng đủ. Ở trên mình không ai biết ăn cái giác hay sao á, bởi vì thấy nhiều quá. Ở đó vườn nhà em cái mà cái nâu gì đó coi cái giác ăn bữa quá trời luôn. Dạ. À, cái nâu đó. Mẹ con gà đó sao nó chê luôn. Chắc nghe nó có cá này à. Ngán gà. Đây, gà để mình đây bịch ướp bò kho của bà chị bà gửi cho đây. Dạ. Mình bữa nay mình kho lần đầu tiên kho thử coi. Đây mẹ ướp bịch bò kho để xíu mình kho. Hấp cho thấm, để thấm chút đi rồi cái bắp. Mấy giấy xài sao em hấp thổi dữ vậy? Ăn được không? Chút gọt trời nãy mẻ chứ giác á, chín cây nó rụng rồi. Mày cũng nhả mút nè. Mà không biết nó có còn ăn được không bà? Bà xin mút coi bà. Ông xin bà còn thương trái à? Quá trời trái trên cây mà nó chín nắp luôn á. Nãy mấy trái này con với Nga lụm. Mềm quá, chắc nó giặt ra rồi. Dạ. Cái đó gặp con mút cái mình xin á, mình thơm dữ không em? Cái gì đó hả? Lấy hộp cơm, nhớ xây con mắm đó. Thơm không?
thơm lắm luôn á, xài hơi giống như cái mùi xài hôi á. Ra cơm từ thiện mà cũng năn nỉ. Xài này ăn chín đúng bài luôn nè. Thơm á. Thơm quá. Rồi nè, con đem rửa chưa? Rửa đi. Rồi bưng bài chả để chả đi. Ở trên đây mà đang nấu thêm món vịt nấu chao nữa ha mà. Nấu chao nấu với khoai cao. Cái cao còn được gọi là khoai môn. Nó có hai cái tên. Ở dưới con thường lâu lâu nấu khoai giáo nhỏ mà cái đó nó dẻo á. Cái đó dẻo dạ. Cái đó là nó dẻo dữ luôn á. Bữa công ty làm mở có làm không? Không, bữa đó mở có đi làm sao đêm tới 2 giờ sáng. Vậy hả? Cậu bữa có chạy không mà? Có chạy xe không? Không, bữa nó lên đâu mấy 20 tấn cá gì á. Ờ ít vậy hả? Bình thường như để làm hàng mẫu á, làm hàng mẫu giao hàng cho ta. Những mà đứng mà hàng mình nó đạt thì qua lễ này nè, hai ba tay gì đó nghe đó là nếu mà đạt đó là tính hết vô làm luôn. Dạ. Thì lúc trước em thấy làm cũng 4-50 tấn rồi 5-6-70 tấn. Đúng rồi. Dạ. Còn lên cái nói làm hàng mẫu thử chào hàng cho ta. Dạ. Nước không có đỡ, cái dạ. Hết sức lâu mới gặp bà hai. Nó mới về chở từ ngày hôm qua bữa nay đảo xuống cái nó hết sức lâu mới gặp bà hai à. Hai ngọt. Ngọt ha. Ngọt. Ngọt mà nó có mùi nãy đi chợ cũng có mua thêm mít ngó sen cái bông bí với gạo sống để cái này thì mình ăn lẩu còn cái này mình ăn cá chiên nha nha. Gạo bữa nay mình mua ngay lễ á bởi vì giá nó hơi cao, nấm này bữa nay 15.000 trăm rồi nè, ngày thường có 10.000 12.000 ở dưới hình như 70-80 gì nữa rẻ chứ, trên đây hơi giá hơi cao. Tôi thấy chợ đây bán đồ sao đầy đủ như chứ con à, đầy hơn nhiều nha. Ở dưới mà mình muốn mua cái món gì đó là đi ra đi giáp vòng rồi chạy ra luôn chứ không có mua được. Không có gì để mua. Đó trên đây hai đem biết nhiêu tiền mà cho đủ. Gặp gì cũng muốn mua hết. Trừ khi mà mình đi sáng sớm rồi có bán đủ rồi bán chừng tới 7-8 giờ là xong rồi đó. Vậy đó hả? Dạ. Còn đây nó bán tới chiều cũng đi giờ nào cũng có. Dạ, như cá đồng đồ này kia thì bán sáng sớm à. Giờ muốn nó bào để mai mình bán bún. Mai bán bún. Dạ. Bún thì nhờ cái mình vào nhà mình cái ở lò nướng à. Bào lấy cái non thôi mà. Dạ. Hôm qua thì mớ cá lóc mà nó bị yếu quá cái vẹ với làm khô luôn. Dạ. Làm khô cũng được, cái nắng này làm khô cũng ngon. Còn mấy con cá bự sao nó bị chết trước mấy con cá nhỏ. Ổn không? Là nó hắt nước mặn chứ đợt này là chắc muốn hết luôn cá bột. Dạ hết luôn rồi, giờ chỉ còn ít cá đối, cá phi thôi. Cá lóc thì chắc nếu mà còn sót lại thì chắc cũng chết luôn. Dạ. Yeah. Mà sao tốt ăn chứ không có cái mùi hơn bằng ở dưới. Ở dưới trồng bụi nó nhỏ nhưng mà ăn nó hơn. Ta giải phân nhiều cho nó phát triển để nó bự nặng tí. Có cái tốt chứ để là một cái điểm sáng ngày là nó hư rồi. Mẹ ăn đúng không? Mẹ nhà mình trồng nó đúng không? Mẹ nhà mình rửa sạch xong để trong tủ là đụng đá rồi là mấy ngày luôn. Vẫn bình thường à. Mà hẹ dưới chồng ăn ngon. Nó hơn lắm. Mình nó ít dễ thân cái nó còn cái mùi của rau. Đúng rồi. Làm rau bán cá mà cái tình cảnh có bà gần nhà đó. Bà bà chồng muốn ăn cái gì vô nhà bà mua đó. Dạ. Trời ơi ăn mới ngon á. Có nhà bà tỷ đó nha. Dạ. Bữa hôm ở dưới nó cũng bận rau rồi mẹ bán. Bán 5.000 10.000 nữa. Ở dưới trồng rau bán được chứ bộ. Thì đó là cao như bao nhiêu ta? Ừ. Là 5.000 sáng mình mua đủ cái vịt ra nấu rồi trao rồi ăn. Nào chút cũng ăn mấy bút ăn không? Khoái ăn phải cao, mua phải cao nhiều, mua không biết gì. Phải giáo ăn cũng ngon lắm. Ờ, phải giáo là phải giáo. Phải giáo nó nhỏ nhỏ á. Cũng nhỏ đó. Nhỏ là kiểu phải giáo. Đâu, cái đó phải được cấp á. Cấp xong rồi. Cấp rồi mình lột vỏ lại. Đúng rồi. Nó dẻo. Thấy cái có bán này mà phải biết. Cá nó trồng tốt quá. Cái nhắc cá này gì khỏi cần phân.
Cái cừu đó, cái đó còn đem lên bữa đám đó. À, sống thì không ăn, tiếc để dành ăn cá chết. Cái gọng lông quá nó chết. Một con cá gì mà mạnh hấp nổ luôn, trời ơi nó nhảy. Trong thùng vậy nó nhảy tọt tụi mày luôn á con. Dạ, cá mạnh lắm. Rồi cái nó mất tiêu luôn con. Cái muốn chết luôn vậy mà nó khôn, nó không có bò ra lộ, nó mò qua bên cái cạnh bên nhà của ông ngoại á. Dạ. Nó kẹt cái đó. Phải mà nhảy ra ngoài trước đó thì mất tiêu rồi. Mất rồi, ta gặp tiêu rồi. Đi ngang là ta lụm rồi. Hỏi gì? Ra là thấy có tiêu con rồi. Bữa nay mẹ thấy đây em bắt đầu nấu lẩu, nấu nước lẩu. Bữa nay nấu nước lẩu là có thì tả, củ liền với cà chua khóm với lá trúc, đặc biệt là lá trúc nè. Lá trúc thì dùng ở An Giang mới có nhiều. Nay để vợ tương lai còn nấu cho cả nhà nhận xét nè. Bình thường á thì mình mua nước lẩu chai á, nấu ủa lộn ở cái chai á, cái chai dạ ăn hoài nó ngán, cái này mình đổi theo kiểu này nè, ăn cho đỡ ngán. Quá ngon. Lâu lâu thì mình có dịp đi lên đây lên An Giang thì cũng quay 1-2 clip cho cả nhà, gửi đến cả nhà xem luôn. Có món bò kho nè. Đây em ướp một lá chút nè. Thơm ha. Đây em ướp này nấm lẩu thì mình cho vô xíu đường, ngọt, nước mắm. Lá chút hình như anh thấy cũng làm muối chấm. Dạ đúng rồi, em có làm theo rồi. Lá chút đó. Cho vô xíu. Tiêu hành đó là đủ không? Lát mình cho vô chút tiêu với hành lá nữa. Cho miếng rơm vô thử luôn cho nó ngon. Đây thì làm hơi nhiều món như thế này. Có món vịt nấu chao thì chiều ăn để trên nhà mẹ thì sẽ làm cơm sẵn là làm luôn rồi chiều ăn luôn. Chiều mình khỏi mất công nấu. Với lại mình đi chợ sáng thì đồ ăn nó tươi hơn. Ở phía bên đây mình có chiên mấy con cá đối nha. Ở đây thì mình làm ít nha cả nhà, mỗi cái ít à. Cái làm nhiều quá thì cái ăn cũng không hết nữa, tại nhiều món quá. Còn cái phần cá này mẹ sẽ kho cháy giác nữa. Nay ăn lễ muộn. Ăn lễ nên mình làm nhiều món nhưng mà mỗi cái sẽ có một ít. Em cho nước dừa vô luôn. Lẩu thì mình nấu nước dừa cho nó ngọt. Cái này là nước cốt tắc. Ừ. Ngọt. Muốn cái nào nó lên đẹp thì mình cho vô một ít tương ớt. Bữa nay không có nứt nên cho tương ớt với sa tế vô được. Nước sa tế này vô có mèo á. Lẩu này không? Thì nó cũng tương tự như cái lẩu Thái, mình làm khác hơn chứ. Nó có củ ghì với lá chút vô nó có gì nó thơm á. Lên nào. Dặn lâu xíu muối ngọt. Mình ăn cái này nó lâu lâu mình đổi thì nó đỡ ngán hơn chai. Chai lâu lâu thì mình ăn một lần thôi. Ăn hoài nó ngán. Này trang bún ăn ngon lắm nè. Cái đó thì giống hái dưới vậy. Ở dưới nè, bà hổng sinh ở dưới nè. Mấy nay còn em chồng em lấy anh ít chồng rồi đó. Còn lấy mấy trái này để ăn sống. Để cho nó sôi. Cái này chín chưa mà ha? Cá đều quá. Nè.
này hồi chắc mình cho xương với đầu vô trong lẩu trước quên đó, để cho xương với đầu vô đây mình nấu nước ngọt rồi xong cái mình cho ra dĩa luôn. Đầu này hôm nay mình buộc dữ lắm thôi ta. Để bởi cái mặt rồi mẹ thấy cắt quá. Đó, dùm ruột cũng dài đó. Cho chùm để sao đi, để sao đi. Để chồng hồi là kiếm mệt à. Hai cái đầu cá đầy cái con được cặp trứng nữa nè. Đủ rồi, tôi vô sức luôn. Ngon em. Cái nói còn cháy giác. Tự nhiên á mà ăn cái cháy giác này thấy chua chua nó dễ ăn ngon. Làm như mất tiền. Bữa nào có cá gô mua cá gô con. Đúng rồi. Trời ơi, một lần ăn con sợ hứa muốn gần chết luôn á. Yeah. Lần đầu tiên ăn á. Cái cháy giác này ở dưới là người ta ngâm rượu nữa, cháy chín ngâm rượu. Để trên đây đâu có ăn lần nào đâu biết. Rồi nghe như gì nói được đó đó. Dạ. Ở dưới mấy vườn tư cha rồi cũng mê lắm. Nhưng mà chua chua ngọt không? Dạ. Ngọt cũng chín luôn rồi nè. Đâu có mất ra đi, nó mất ra. Chín mà chắc chưa mềm một nghe. Mà cũng ăn được, mềm quá ăn cũng ngon đâu. Cái thò này mất ra ha. Dạ. Đây mình tắt nữa. Quá trời cái xong. Con kêu kêu lưỡi lấy nắng tay vậy đó. Thì cho ăn củ cải không đi, khổng mệt. Củ hành này em ném xuống dưới để nó còn mùi hăng đó. Trời em người ta ăn sống nữa. Dạ. Con ngâm nước đá rồi là con phải ăn sống không đấy? Ăn không ngâm đá thì nó hơi nồng. Nó hơi nồng có mà cái chỗ mới bán giò heo chiên giòn đó rồi cái nó ngâm nước đá đó. Dạ. Ăn ngon quá rồi, ăn ngon ghê luôn. Nó ngọt đó. Ừ. Dạ. Giòn sực sực. Dạ. Cà tiêu đâu nghe? Cà tiêu chỗ này nữa. Ăn cơm chứ. À ơi, nhà còn một bún nữa nè. Vậy thôi mình ăn bộ kho với bún đi. Dạ. Dạ. Con lấy rồi. Đây bột kia dạ. Nữa dư nữa rồi đó. Dạ ơi, cắm nè. Hồi nãy dạ. Nhà còn mà mẹ mua nữa. Con để dĩa bánh này. Bún này sáng mới bán còn nè. Dạ. Cả đi chút thiếu lấy thêm. Cái cọng bún này ngon lắm đấy. Nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ phải không? Dạ. Nhầm chỗ, bún bự. Dạ. Bữa cơm trưa hôm nay thì gia đình cũng đã làm xong, cũng xin mời cả nhà dùng chung với gia đình luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Cả nhà dùng cơm. Đây. Con cá chín đi, con phải để ra cho. Mấy con xuống này chắc lâu chín lắm mà. Con cá chiên. Bự quá. Để mình đổ luôn ha. Mình ăn mấy món kia trước đi. Đây bò kho. Trời ơi, đem chấm muối à. Con á, để gấp cái chiên cho ba với mẹ anh. Chiên con bỏ vô chén mắm thì mẹ với ba chia kìa. Đây các bạn nữa thôi. Thì chị Như bận đi đám rồi nha cả nhà. Nên hơi thiếu thành viên rồi. Bụng xin phép quay sơ nghe người bỏ đặt máy để vô ăn cùng gia đình bên vợ nha. Nướng bò kho quá, bò kho này ngon nè. Làm bò kho chết rồi. Mời cả nhà đi ha. Mời cả nhà dùng cơm. Ngọt. Ngán gì? Thơm. Cái đó này mà tại mình qua đá này chứ phải mới bắt lên này ngon nữa. Đây bếp bàn. Ăn ngon không? Được. Quá trời mò luôn. Quá trời mò luôn. Ừ. Được không? Được rồi. Bà hát cho cứng. Dạ. Bánh nó tắm chưa? Đó, có tí bánh trong. Đó, rửa chồng qua đi. Có rồi, có. Hồi nãy con thử thịt mà nó còn hơi dai. Mấy cái bạch ướp bò con này ăn cũng ngon quá mẹ. Ừ, thơm á. Thơm. Mấy món này lẩu là tính là gì vậy? Có bớt rồi nha.
Sao mà muốn ăn năm người không ra tỉnh? Có cần cái nạm rồi đó. Vừa tới luôn. Dạ là 4 triệu đó. Vậy trên mình mà đi chợ mà đặt cái đói này đúng không? Có lụng cá biển không? Cá biển nó rô mới có làm. Lâu lâu không có. Đi bắt cái người là hết cá ra rồi. Chứ cũng còn cá phi với cũng ít cá đói nữa. Tại bắt kiểu như bắt còn nước chứ không phải bắt hết nước nữa. Bắt sơ qua cá nào mình bắt chính thì mình bắt rồi. Cá nóc cái chín rồi. Cá phi cơ. Phải có lòng cá chín rồi đó. Lòng cá là ngon lắm. Dài. Dài mà hửng ngọt. Nè cái lòng cá này nãy con để vô trước mà chín rồi nè. Dĩa cái lòng cá đi. Dạ con cái dĩa nữa. Hết chỗ để vậy. Để lại cho bên cho ba. Thấy chứ đâu ăn được cá lóc đồng ăn thật nó dai. Ở trên đây con thấy ít bán cái lóc đồng không? Có mà nó cần đi cũng xa nó ngon mua không biết cần có. Dạ. Cá lóc nuôi cái đầu nó khác với cái dãy, cái dãy nó hơi trắng hơn. Này mấy cá lóc đồng đẹp. Cá lóc đồng ở đây có ăn thì bự mà cái đó còn nhiều. 300 ngoài đi không? Để giao cho được đó. Nó giao được. Để giao cho được cái này qua. Lấy cái dĩa mà cái con này chắc chín là quá dớt ra chúng ngủ rồi, chắc chín quá. Mấy con này chắc chín nè. Mấy con vừa vừa chứ con bự để xíu lên. Ngồi mấy đột được. Trở nhiều quá nó không chín tới trong được. Cái này là gió. Con tôm á, con tôm. Ừ, tôm bự nó lâu quá tôm. Tôm rú rồi nó ngon. Đổ cái đó không được mà. Đâu đâu đổ cái khẩu vị nó đổ nấu gì nó ăn. Với cái chai hoài ăn cũng ngán. Thái nấu như này ăn đỡ ngán nè. Thấy giờ đã lâu lâu bọn nó lên rồi cái ăn lễ mà không biết mua cái gì giờ. Chị về đó kêu mở người chỉ nấu bún mì rồi để luôn. Bún mì nước lèo hả? Ừ. Nãy rồi cho bọn luôn chứ. Cái bọn chỗ đó nấu bún nước lèo có cà mau mà bún nước lèo này cá lóc này nấu được nè. Con nó cá lóc mà. Cái nào mà nó bó là cái lòng đẹp không? Ừ. Thì đó, nó nấu là nó bó là cái lóc bể. Nhưng không biết nó ăn cá lóc thì chắc thương lắm rồi. Lóc buộc ăn cá lóc thương gì đó ha. Có nhưng mà nó ít. Con từ từ cá lóc. Thật nó ngọt hết. Nó mà chắc là bự đúng không? Nó làm lớn thôi. Nó bự nữa chứ. Còn hơn nửa ký, ký bỏ mà. Cá đói này thì nó tầm khoảng tùy theo nước nữa. Nhưng mà có con cá đói một á. Cá đói một thì nó có thêm cái lằn xanh xanh đây là con đó là nó bự hoài vậy đó. Nãy có mấy con mình chừa lại con nó bự. Cá đói thường mấy con nó bự nhưng mà nó chích
giỏi lắm, ký đâu lại. Đó là đủ thức ăn luôn. Con nè. Dạ. Nếu mà ký là bự lắm phải không? Dạ. Cái ra đâu có tâm không? Diễn không? Nó hồi bỏ bữa vô và nó hồi buồn à. Có bình thường tâm nhỏ không diễn mà tâm bự diễn. Luôn luôn tâm bự là chưa cho anh chẳng ổng rồi đó. Vừa hỏi ăn không chưa kịp trả lời. Giờ làm cái này được không? Không mất xương phải không? Cảm ơn cái linh trang rồi mất xương rồi. Mai gặp cá xương ta sợ. Cái nào hay cái linh này? Cái nhỏ mình nhai hết luôn không? Không có xương. Cái này cao lớn mình già, còn xương cứng. Phải nói là cục gân chắc nó không ẩu 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 không ẩu. À, hay múc cái cục đó tản thần quá sợ tê dây ba cá này bác để mẹ ăn con để tôm ra tay nữa. Chạy trong cái khuôn này nó đâu năm năm mấy à? Năm mấy bự. Chứ tôm tôm này mà bán được tại vì có các bạn có giá lắm, tôm bự này có giá. Bữa mình đi mình ra ma quán nó đủ cái này là cho mấy bây giờ nó lộn dùng mất gì ba đây đây đây
Đâu có đám mà được nữa, vậy đãi đãi lỗ vốn luôn. Bạn ít bạn gì cũng phải chục con. Sau đó bạn con mới 20 con, bỏ một người mới 2 con chứ bao nhiêu con coi sao được. 20 con là hơn 500 ngàn rồi đó. Hơn 500 ngàn. 20 con. Dạ, nếu mà cho tôi ghẻ là ký 300. Ký cái nếu mà bự ký cả mấy con chứ gì. Mấy con. 15 con còn. Chắc đó đó. Có 15 16 con. Dễ hả? Ủa các bạn nãy giờ đã chưa ăn tới luôn á. Video clip ngày hôm nay thì đến đây bọn xin kết thúc. Hẹn cả nhà vào những video kế tiếp tại An Giang nha. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.